Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Heko là một mạng lưới của sàn Huobi.com. Tuy hệ sinh thái còn rất ít và non trẻ, nhưng nếu nói về phí giao dịch so với mạng lưới ETH hay mạng lưới Smart Chain BEP20 thì Heko được rất nhiều các trader đón nhận bởi cái phí giao dịch rất chi là rẻ ở thời điểm hiện tại. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để mua bán coin token DeFi chạy trên cái mạng lưới Heko của sàn Huobi. Quý vị có thể sử dụng cái ví MetaMask hoặc ví Huobi đều có thể được. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái ví Huobi để quý vị tiện theo dõi. Tất nhiên, quý vị muốn mua bán được các token DeFi chạy trên cái network Heko thì quý vị bắt buộc phải có đồng HT để làm phí giao dịch. Và quý vị có thể chuyển HT hoặc USDT hoặc là HUSD từ sàn Huobi.com về cái ví này qua cái mạng lưới là Heko. Ok, thì đây là cái ví Huobi. Tôi sẽ vào cái browser. Thì ở đây là danh sách các sàn giao dịch. Quý vị có thể chọn bất cứ một sàn nào, hoặc quý vị cũng có thể đánh vào cái ô tìm kiếm địa chỉ của cái sàn giao dịch. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái sàn MDEX. Rồi, tôi sẽ chọn vào swap ở phía dưới. Ở cái ô thứ nhất, mặc định là HT thì quý vị có thể chuyển chọn. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là USDT đi. USDT. Ở cái dòng thứ hai là select thì quý vị chọn một cái đồng mà quý vị muốn mua. Ví dụ tôi muốn mua cái đồng MDX thì tôi sẽ chọn là MDX trong cái danh sách, hoặc là đánh vào ô tìm kiếm thì nó sẽ ra. Rồi, thì tôi để như thế này, tức là tôi mua MDX bằng cái đồng USDT. Đó. Và ở cái ô thứ nhất, quý vị muốn mua bao nhiêu USD thì quý vị nhập cái số lượng vào, hoặc quý vị có thể bấm vào max để chọn tất cả. Nhập xong thì quý vị chọn vào swap ở cái thanh trượt này, thanh bên dưới. Và quý vị chỉ cần xác nhận lại một lần nữa là cái token nó sẽ về ví của quý vị. Thì đây là cách mua MDX bằng USDT. Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng cách hoán đổi. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một cái đồng khác. Ví dụ tôi chọn cái đồng HT đi. Thì đây là hai cái đồng nó đều thay đổi theo giá của thị trường. Tức là quý vị có thể chọn một cái đồng mà nó đã tăng giá và một cái đồng nó chưa tăng giá. Đây là một cách giao dịch hoán đổi cũng rất chi là hiệu quả và được rất nhiều các trader chuyên nghiệp họ áp dụng. Và quý vị cũng làm tương tự y như cái bước trước, quý vị nhập số lượng vào, rồi quý vị chọn vào hoán đổi và quý vị xác nhận thêm một lần nữa. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Trường hợp quý vị muốn truy xuất trạng thái giao dịch thì quý vị hãy vào cái browser, chọn đến cái mạng lưới Heko, chọn tiếp vào cái tool,
quý vị hãy vào cái hecoscan.info.com này này. Có thể quý vị vào bằng cái trình duyệt này thì nó hơi chậm. Quý vị có thể đánh vào cái ô tìm kiếm là Heco Info đi. info.com. Đó, thì quý vị muốn kiểm tra cái trạng thái giao dịch hoặc là cái phí giao dịch thì quý vị chỉ việc copy cái địa chỉ ví và giá nó vào cái ô tìm kiếm. Đó. Ok. Thì đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Huobi thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới video để nhận được giảm giá khi quý vị giao dịch trên sàn Huobi.com.